Ok, vậy là mẫu 6 với cường rùa ngày hôm nay. Để xem. Để xem con này có gì nữa. Tập trung nha, cái bậc nha. Hôm nay là khá đông. Yes sir. Cắn. Cắn. À, nhấp nhanh nè, nhấp nhanh nè. Chuẩn bị chưa? Làm khó được ai? Trời ơi, có bậc luôn cái ghê chứ. Nhức nát. Khởi đầu là một em quái vật mà không biết có bậc gì. Cứ chung kém là các bạn ơi. Hai nhấp. Ba nhấp thì cái cần câu này bị gieo trước các bạn biết rồi đúng không? Cần câu là chỉ số là nó không được mạnh đâu các bạn ơi. Nó yếu. Ok, không sao cả. Cứ vương miền là ok. Quái vật nào cũng được. Cứ vương miền là mình nhất là mình thích. Đừng có thường. Vương miền đi, vương miền, vương miền. Vương miền. Con này chắc phải vương miền rồi mọi người ơi, nhìn cái dòng mà dòng màu vàng chạy chậm quá. Với lại là máu nó mất nhiều quá. Nghĩ con này không phải là vương miền các bạn ơi. Con này con gì á? Phải không? Vương miền không ta? Các bạn nào có kinh nghiệm câu sáu vương miền bình luận cho mình biết coi, dấu hiệu nhận biết cá con sáu cá vật vương miền coi. Lách ác luôn, lách ác là lách ác. Vương miện ơi, vương miện luôn. Như vậy là nhấp nhanh mọi người ơi, nó nhấp nhanh và như vậy mình đã có một em rùa Aetherlon vương miện. Yes sir. Chắc là video thích chắc là mình sẽ đem cái cần câu này đi chế tạo luôn các bạn ha. Ok, nói gì nữa, khoe phát rồi, khoe phát coi. Nhìn cái này, con cá này là có vương miện nè, đó, Aetherlon vương miền nè, 1366 cm nè, su nè, cô đã lốc xoáy nè, các kiểu, gì, hello YouTube hả, hello, Chào cậu. gì sơ, quá đã. Như vậy là mình sẽ có cần vương miện gọi là cần rùa level 5, Aetherlon, để chế tạo thôi, let's go. Ok, bây giờ mình sẽ đi, gọi là đi chế tạo cần câu rùa cuối cùng các bạn nha. Mà sao nó không hiện lên là có thể chế tạo ta? Đây, chế tạo thử coi. Không thể gì? Có thể sử dụng vật phẩm đã thêm vào yêu thích là sao nhỉ? À, quên. Yêu thích thì đây. Sẽ bỏ ra các bạn nha. Rồi, hồi trước thì video trước thì các bạn biết là chị sẽ thành công này. Câu cũng khá là ok. À, và câu lên được rùa cho lo vương miền luôn, mình đã có rùa cho lo vương miền rồi đây. Thì còn lại nhá, đây bây giờ mình sẽ đem vào mình chế tạo luôn nha. Level 5 sure. Đâu rồi, đây cần câu rùa cho lo huyền thoại, chỉ số là tăng 100% xác suất thì các vật 100% xuất hiện bắt thành công các vật, 60 lực căng, 80% sức mạnh. Yes, ngon, chế tạo luôn. Ok, mình phải đợi là 12 giờ mọi người, các bạn ơi, mình phải đợi là 12 giờ nữa. Ok, 12 giờ nữa mình sẽ lấy ra đi câu thử cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ chắc chế xong rồi các bạn ơi, mình vào mình nhận luôn. Rồi mình đem đi câu các bạn nhé. Đây, 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 khoảnh khắc này đây rồi. Yes, cần câu rùa, Athlon, huyền thoại, bí Yeah, boy. quá đã luôn. Ok. Giờ mình xem sơ qua chỉ số lại chỉ số ha. Để coi có đúng không nha. Đây chỉ số các bạn nè, 100% xuất hiện cả quái vật, 100% xác suất bắt thành công quái vật, tăng 60% lực căng, tăng 80 sức mạnh, 80% sức mạnh. Ok, thì mình test thử là mình đi câu không chỉ số, gọi là không chỉ số bổ sung nha. Còn video sau mình sẽ theo chỉ số bổ sung mà mình câu các bạn nhé. Ok, let's go. Và đây một bạn Xiao Chao Men, Xiao Xiao Riu đang kéo bốc 6 với cần rùa. Để xem thử lên con cá gì. Ấy cần gặp bằng ấy thì ý có người lên rùa cho Lon kìa. Ý lên rùa cho Lon thiệt luôn hả? Là em hả? Trời ơi, thông báo trước rùa lên sau. Và đó là một em rùa Achelon. Yes sir, cần gặp bằng ấy đã được nâng cấp. Còn cần thì mình thì chưa. Còn mình thì để gọi là nguyên. Ấy thử thách để xem thử cái chỉ số mặt cơ bản này lên được những gì đó. Ấy, để xem thử nha, bây giờ là bao nhiêu cũng sau anh em ơi. Các bạn ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bóng 6 đây rồi. Yes sir, một kéo của tôi à. Trời, quái vật luôn, mới nách nách chứ. Khởi đầu bóng 6, tiếp theo là một em quái vật. Nhất cái nách thực chứ, đúng là cần quái vật có khác. Ok.
chỉ số hiện tại là chỉ số mặc định nha, chưa thêm chỉ số bổ sung nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ có kéo bao nhiêu gọi là bao nhiêu phát lên đây. Tập trung. Yes sir. Vương miệng đi, gấp đỏ đi, gấp đỏ đi. Con sao nó làm gấp đỏ? Không kéo nổi sao, hết thời gian sao? Cái màu xanh, cái màu đỏ chạy nhanh quá rồi sao ta? Là theo chỉ số rồi anh em ơi, cái màu xanh, cái màu màu vàng chạy ghê quá vậy. Chắc phải là thêm chỉ số rồi. Trời ơi, cái màu đỏ chạy cái đó mà sao mà xanh chạy màu trắng, màu vàng chạy cái đó mà sao mà sao mà thua. Tụt rồi. Rất tiếc là mình chắc phải là phải thêm chỉ số rồi các bạn ơi. Phải thêm chỉ số thôi. Đấy, các bạn thấy không? Cái màu vàng nè, nó chạy nhanh hơn kìa. Tại vì đam của cái cần này nó yếu quá rồi. Yes sir, mình sẽ phải thêm chỉ số. Ây da, căng rồi đây. Tiếc thật chứ, mình cứ tưởng là mặc định nó câu được mà ta. Đam to lên tí coi. Trời ơi, xong tôi rồi các bạn ơi. Như vậy là tụt cả cái vật rồi các bạn ơi. Oh yeah. Thôi không sao, rút kinh nghiệm lần này. Ok, không sao cả. Rút kinh nghiệm. Cố lên. Vì sao là mình không bị gọi là kỹ năng kém mà được. Cái này là do mình kiểu chủ quan, là do mình cứ nghĩ là nó sẽ kéo nổi. Ai ngờ thời gian hết. Con này cái vật rồi, vương miệng rồi. Con này con gì ghê rồi. Tục anh em ơi, phí quá anh ơi. Phí thiệt chứ. Thôi bye bye nha, bye bye. Tiếc thật chứ, cần chỉ số nó không kéo nổi rồi. Con nó chắc vương miệng hay gì các bạn ơi. Con nó chắc vương miệng hay gì á. Chắc mình phải cho thêm chỉ số gì đó vô. Thành công hả, sức mạnh hả. Thành công giữ lại xương xương nha. Để video sau mình sẽ thêm kỹ hơn ha. Bây giờ xương xương nó sức mạnh tí đi. Sức mạnh này ít quá. Ok. Wow, tăng hộ những cái huyền thoại luôn hả. Cũng được nha. Huyền thoại cũng để lại nha. Sức mạnh chiến mạng không cần đâu. Nguy hiểm không cần đâu. Sức mạnh không cần. Sức mạnh. Để coi. Đây, sức mạnh giữ lại. Lực căng. Còn 10 những tăng hộ thành công. Thì cần thiếu một chút sức mạnh thôi là mình hơi phao nãy là mình kéo được nó rồi mọi người, thiếu một chút sức mạnh thôi. Mình sẽ tạm gọi là lên từ từ xương xương nha, sức mạnh thôi nha, thiếu một ít sức mạnh thôi. Sức mạnh đi. Còn huyền thoại à. Huyền thoại à. Sao ta? Sức mạnh nhờ mọi người nhờ. Thêm một dòng sức mạnh nữa là ngon, là kéo được ok. Chứ sức mạnh hồi nãy yếu quá, kéo không nổi, nó chạy nhanh quá. Con cá hồi nãy là con cá gì? Một là con cá mập đỏ hoặc là con Leviathan. Hai là con đó con mương miệng mọi người à. Mọi người thấy dòng vàng chạy nhanh không? Mặc dù mình kéo rồi là không bị gọi là tật phát nào, không bị mít phát nào, nhưng mà nó vẫn sức mạnh à. Thôi tạm vậy nha. Hiện tại là sức mạnh của mình là 80, 90, 120. Chắc được rồi ha, chắc được á. Thử tiếp nha. Ok, bóng 6 tiếp theo liệu là có kéo được không em ơi. Được chung. Ok, 2 nhấp hả, tự hụt hả. Không, nhưng mà đứt. Quái thật, các bạn ơi. Hôm nay bị sao thế nhờ. Không hụt nhưng mà đứt, pha nó nhấp pha bất ngờ thế nhờ. Cười các bạn cười đi, cho các bạn lên clip, cho các bạn lên video. Cười đi các bạn, cười tôi đi. Ok, tiếp tục câu sợ gì. Đây rồi, bóng xấu đây rồi. Ok, tập trung nè. Đừng đứt rồi nha, cần câu ơi. Mới thêm một chỉ số gọi là 10% thành công vô đó, bỏ cái nguy hiểm rồi. Ok, bỏ cái gì ta, huyền thoại rồi. Cái này là thành công 10% nữa. Con này cũng nhấp nhanh nè. Con này nhấp nhanh nè. Ok, chuẩn bị nè các bạn ơi. Tập trung nè. Yes sir. Đúng không? Ok, không đứt nữa nhưng mà cắt một lồ các bạn ơi, không phải là cái quái vật. 117 dam cũng đủ sức để kéo quái vật rồi nha. Nhưng mà cái này không phải là cái quái vật các bạn ơi.
121 đam, 128 đam. Vậy là cái gì đây? Vương miện không? Vương miện nha, vương miện nha, vương miện nha. Vương miện cho đỡ buồn đi. Game ơi, dạo này game cập nhật quả sồi đồ á, Xbox 6 ít ra quá, khó thấy ra quá. Lọc mãi mới ra một bóng. Trời ơi, Thương Long nhưng mà cái vương miện. Lọc mãi mới ra được bóng 6, thêm bóng 6 nữa mà Thương Long mà vương miện thôi cũng được. Để mình nói là bóng 6 nhưng mà vương miện thì có vương miện cũng được rồi ha. Ấy. Ok. Gì gì. Tiếp tục có bóng 6 nè. Tiếp. À, nhấp đôi. Con này đất không? Ra đi, đừng đất nữa, đừng. Ừ hay quá. Ừ không phải có vật à. Ai nữa hả? Ở vật ta. Chắc là cái vật có đất còn mà kiểu như bóng thường nó lên sao? Không vương miện được, có vương miện được. Có vương miện đỡ buồn, có vương miện đỡ buồn. Yes sir. Cái này còn mạnh lắm chứ mà bữa kéo với bậc vương miện với bậc xịn nó kéo không nổi. Ơ, mẹ con hồi trước chứ bữa con hồi trước. Kéo không nổi. Ây da, suy luôn. Bò luôn. Cái đồ bò luôn, có đồ bò luôn, chờ đợi chơi. Ây da. Thôi, cố gắng cho thêm con hai con nữa, không được thôi. Rồi để video sau mình nâng cấp chỉ số, bổ sung cho cần câu thêm nha. Bóng 6 nữa, lại tiếp tục bóng 6 nữa. Đã, có căng cái gì nha. Ok, một nhấp luôn. Ôi, lại khổng lồ nữa à. Quái vật đâu. Quái vật sợ mình à. Lại khổng lồ. Thật là ảo diệu vô cùng. Ok, video sau mình sẽ cố gắng nâng cấp chỉ số lên, cần câu lên cho nó đỉnh tí. Hệ câu. Chỉ số thành công nhiều tí. Chứ kiểu là feel quá, cần câu này ít chỉ số thành công là feel lắm. Yes sir, và đó sẽ là một con. Con gì? Nữa. Cá voi lưng gù à. Ai. Nữa ha, tìm một con nữa ha, tìm thêm con nữa. Tiếp tục là một em bóng 6 nữa, liên tục. Ba em 6 liên tục các bạn nha. Ba em 6 liên tục. Wow, chưa tới 5 phút ba em 6 liên tục. Quá đã luôn. Biết coi là con cái gì đây, mong sao là một con quái vật. Để cho đã tay. Quái vật. Ây da. Được rồi. À si bà, cứ tưởng lên thêm một em vật nữa. À em cái bóng 6 nữa. Mà đứt luôn. À. Nữa ông ta. Nữa luôn ha, một con nữa ha. Ok. Đây rồi, bóng 6 tiếp theo của mình là con gì đây? Ok, bên kia lên Thương Long Vương Miện à. Còn mình lên gì? Mình sẽ là con gì? Đừng đứt nữa, đừng. Trời ơi, là đứt cái cần câu này mình không nâng cao thành công mà đứt liên tục à. Cần câu này có vẻ phải nâng chỉ số của thành công thật là cao đấy. Ây à. Rồi. Cố gắng câu thêm một con nữa bây giờ tổng kết các bạn ơi. Đây rồi, bóng 6 tiếp theo. Đừng đứt nữa nha, Cường ơi. Cường rùa đừng đứt nữa. Ok, một nhấp. Đừng. Nữa. Trời ơi. Cần câu này video sau tới chắc chắn mình phải tìm chỉ số thành công cho nó các bạn ơi, đứt nhiều quá. Chỉ số hiện tại là chỉ số ấy mọi người ơi, chỉ số không có dỗm. Video sau bắt buộc phải tìm chỉ số thành công rồi, đứt nữa rồi nè. Đó là trời. Đây rồi, bóng 6 tiếp theo rồi, đứt rồi nha. Đừng. Ừ. Nhưng mà các con lô à, không phải cái vật à. Ai da. Ít nhất đứt 2 bóng 6 hồi nãy phải tặng cho mình một con cái vật cho mình câu đỡ buồn chứ. Đúng. Còn cái gì? Chắc thôi, câu xong này về đem về nhà tổng kết các bạn nha. Tổng kết video hôm nay câu được những con gì? Một số nước hôm nay rất là nhiều, khá là nhiều. Giờ sau chắc chắn mình phải kiếm cái cần chỉ số thành công cho cao một tí các bạn nha. Chứ thành công kiểu này là không ổn rồi, đứt nhiều quá, đúng số nhiều quá. Ok. Cá voi. Đầu bừ. Đây là một em cá voi đầu bừ. Có kích thước là 1882 cm. Nhỏ hơn trước, con trước là 2389 luôn rồi. To dữ. Ok, đây bây giờ tổng kết các bạn ơi. Ok. Bây giờ tổng kết các bạn nha. Thì đầu tiên thì mình có được con rùa vương miện Achalon đúng không? Mới chết được cần level 5 đúng không? Thì mình tiếp tục mình câu đó là con Thương Long Vương Miện. Thương Long Đen Vương Miện các bạn nhé. Rồi tới cá voi đầu bò. Rồi cá voi lưng gù. Rồi các bạn đọc tiếp. Thì nói chung đứt hơi nhiều, tại vì chỉ số cần câu của mình thì nó chưa nâng cấp các bạn ơi. Thì chắc là video sau
Vô tới mình sẽ nâng cấp cần câu lên thì mình có xài sơ sơ, gọi là sơ sơ gọi là cái tỷ lệ thành công thôi ha. Nói chung mày đứt ghê lắm các bạn ơi, đứt nhiều lắm. Bây giờ tôi tiếp tiếp theo mình có 15.000 nè. 15.000 điểm đá này thì mình sẽ nâng lên nha. Các bạn cũng đón xem gọi là video thức của mình nha. Bây giờ thì hôm nay chết được cái cần câu này là vui rồi. Đấy. Mình thấy không? Sơ đó. Chết cần câu này là vui rồi, đẹp ha. Nói chung là cần câu level 5 nào đẹp hết. Các bạn cố gắng câu cái vật để mình chế tạo nha. Ok thì bây giờ mình chắc là video thôi các bạn ơi. Thì các bạn cùng hóng video theo của mình nha, nâng cấp cần nha, thêm chỉ số bổ sung nha. Ok, còn bây giờ xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ gọi là bấm like để kênh để ủng hộ mình sớm đạt được 100.000 người đăng ký các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yeah.